Xin kính chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một phần mềm làm concept rất là hay của hãng Autodesk, đó là phần mềm Formit. Thì phần mềm Formit các bạn có thể tải nó trên các ứng dụng của máy tính bảng hoặc là điện thoại di động. Tuy nhiên trong cái bài học này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm việc trên nền tảng website. Thì để mở Formit các bạn hãy vào website và bật cho mình cái trang web là formit360.autodesk.com/app để tiến hành đăng nhập vào cái ứng dụng. Nó sẽ mất một thời gian load trong lần đầu. Nếu như lần đầu các bạn mất nhiều thời gian thì các bạn hãy cố gắng kiên nhẫn chờ đợi. Thì khi chúng ta vào thì chúng ta sẽ thấy giao diện Formit rất là đơn giản. Nó có một hàng các công cụ phía trên này. Phía bên tay phải có những công cụ bên này. Và cái giao diện làm việc chính thì chúng ta sẽ có những cái hệ thống lưới. Và đây chính là nơi chúng ta sẽ model công trình ý tưởng. Đầu tiên các bạn sẽ thấy cái biểu tượng rất nhiều ô chấm gallery này. Thì khi các bạn kích vào đây lần đầu tiên, nó sẽ yêu cầu các bạn đăng nhập vào cái phần mềm bằng tài khoản Autodesk. Thì ở đây mình sẽ đăng nhập bằng tài khoản của mình. Việc tạo tài khoản Autodesk này rất là quan trọng, và mình đã có một cái clip hướng dẫn các bạn làm điều này. Thì các bạn có thể lên YouTube để có thể xem cách để tạo một tài khoản Autodesk như thế nào. Sau khi đăng nhập vào, các bạn sẽ thấy mục Gallery chúng ta có các cái tùy chọn như là New Sketch để vẽ một bản vẽ mới, hay là Open Sketch tức là chúng ta mở một bản vẽ đã vẽ, và các chức năng save và vào cái trang thư viện A360 của chúng ta. Thì cái thư viện A360 này nó sẽ liên kết trực tiếp với cái tài khoản Autodesk của các bạn. Tiếp theo các bạn sẽ thấy có mục cái dòng chữ này, thì đây chính là tên file mà chúng ta đang vẽ. Ví dụ như đây mình có thể đổi tên cho nó thành concept chẳng hạn. Và mình enter. Thì ngay lập tức cái file chúng ta sẽ được đổi tên và nó sẽ được lưu vào trang A360 của chúng ta. Ở đây chúng ta có hai biểu tượng hình mũi tên, tức là back and forward, tức là Ctrl Y và Ctrl Z. Đấy, cái này là cũng rất là quen thuộc rồi. Ở đây chúng ta sẽ có các công cụ grid sketch, tức là vẽ các đối tượng như là đường thẳng, đấy, đường cong, đường tròn, đấy, hình chữ nhật, vân vân ở đây. Tiếp theo chúng ta có mục là chúng ta sẽ bỏ vào được các đối tượng có sẵn, các hình khối có sẵn. Ở đây chúng ta có công cụ advanced modeling, tức là các công cụ vẽ nâng cao. Tiếp theo chính là công cụ group, đấy, các công cụ quản lý đối tượng mà như là group, ungroup hay là make, equal hay là edit group. Tiếp theo biểu tượng hình mặt trời này chính là nơi chúng ta sẽ thiết lập các thông số về ngày, tháng, giờ cũng như thiết lập về bóng đổ và tiến hành một vài phân tích năng lượng. Biểu tượng hình bánh xe tức là setting, các bạn sẽ có những cái tùy chọn về đơn vị, hiển thị, đấy, vân vân. Đây chính là cái công cụ location, tức là chúng ta set cái vị trí mà chúng ta sẽ xây dựng và cái công trình của chúng ta. Cái này cũng rất là quan trọng để các bạn có thể tiến hành phân tích năng lượng và thiết kế kỹ nhất. Và đây cái biểu tượng có cái con số này cũng là một mục phân tích năng lượng mà chúng ta sẽ có trong Formit. Hai mục cuối cùng là import và export ở cái hàng trên cùng này chính là nơi chúng ta sẽ bỏ file import hoặc là export file vào trong hoặc là ra ngoài từ Formit. Phía bên này các bạn sẽ có cái ba dòng chữ Pro, Sign In hay là Information, là những cái dòng thông số của Formit nó nằm đây. Ở đây chính là những cái công cụ giúp các bạn điều hướng, di chuyển và xoay khung nhìn trong Formit. Ở đây chúng ta có mục Prototype, chính là nơi chúng ta sẽ thấy các thông số về bản vẽ. Ở đây mình chưa kích vào gì thì nó sẽ các thông số như là vị trí này hay là diện tích vân vân. Hoặc khi chúng ta kích vào đối tượng nó cũng sẽ có thông số của đối tượng nó nằm đây. Dưới này chúng ta sẽ có các mục như là vật liệu, set level, đưa các thư viện vào hoặc là làm việc nhóm. Thì đấy là những cái giao diện rất là đơn giản của phần mềm Formit để các bạn có thể tiến hành làm concept trên máy tính bảng hoặc là máy tính. Trong các buổi học lần sau, mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn về các công cụ của phần mềm này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.